Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ Việt Á, Tô Lâm bất lực, giờ chiêu bất cung, ghép tội, rồi tung lên báo chí. Phía nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ kit xét nghiệm Việt Á, trong đó có hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo hầu tòa, và phiên tòa dự tính kéo dài tới 20 ngày. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 khi đó, ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế bị bắt để điều tra. Ông Huỳnh bị cáo buộc lợi dụng vai trò là thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, thời kỳ ông Long làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, để giới thiệu, tác động, can thiệp và thực hiện một số hành vi sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Vào đầu năm 2024 sẽ xét xử vụ Việt Á. Tô Lâm cho bắt ông Huỳnh mục đích là tóm Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, và hai tuần sau ông Nguyễn Thanh Long cũng bị bắt. Đây là cách để cho công luận biết rằng ông Nguyễn Huỳnh đã khai ra những sai phạm của sếp. Tuy nhiên, thông tin nội bộ cho biết ông Nguyễn Huỳnh không khai gì với cơ quan điều tra. Ông Tô Lâm đã cho bắt bừa ông Nguyễn Thanh Long rồi sau đó mới ép cung Nguyễn Huỳnh. Cách làm của ông Tô Lâm lâu nay vẫn như vậy, không theo một quy trình tố tụng hình sự nào cả. Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng vừa qua cũng là cách bắt bừa rồi tìm cách ghép tội sau. Tuy nhiên, cách làm của công an Thái Bình trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng còn quá non hoặc do quá vội nên lộ ra nhiều sơ hở. Còn vụ Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, thì bộ công an làm kín hơn, chỉ có người trong cuộc mới biết. Để hợp thức hóa ép cung kết tội, Tô Lâm đã cung tin tức để báo chí đồng loạt đăng tải rằng cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền mà Phan Quốc Việt đã chi hối lộ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lên tới 2,2 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, Việt đưa cho Nguyễn Huỳnh 2,2 triệu đô la để chuyển cho Nguyễn Thanh Long, và Việt đưa trực tiếp cho cựu Bộ trưởng 50.000 đô la. Tuy nhiên, một nguồn tin từ bên trong cho biết đây là con số mà cơ quan điều tra công an nặn ra để mà ghét tội. Thực tế, ông Nguyễn Huỳnh không bán đứng sếp của mình. Nguồn tin cho biết rằng ông Tô Lâm không thể bắt ông Nguyễn Huỳnh khai nên dùng báo chí để kết tội theo kịch bản của công an. Không chỉ riêng ông Nguyễn Huỳnh, bóng Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Bộ Tài chính của Bộ Y tế cũng tương tự như vậy. Ông Nguyễn Nam Liên không nhận tội nhưng bị bức cung, và công an cũng cung cấp số liệu cho báo chí để mà tạo dư luận dọn đường. Các quan chức tham nhũng bị bắt, có nhiều người rất trí trá. Họ làm cho cảnh sát điều tra phải bất lực, đó là sự thật. Việc chứng minh bị can có tội mà không bức cung, nhục hình là trách nhiệm của cảnh sát điều tra. Nếu bị can thực sự có tội nhưng cảnh sát điều tra lại không thể tìm được bằng chứng chứng minh cho họ có tội, thì phải xem họ là vô tội. Điều quan trọng để đảm bảo công lý là công tác điều tra phải đúng quy trình tố tụng, không được phép lạm dụng quyền lực để bức cung, nhục hình. Nếu sử dụng nhục hình hoặc sai quy trình tố tụng thì rất dễ dẫn đến oan sai. Việc cho truyền thông công bố kết tội thay cho tòa án cũng là điều hết sức nguy hiểm, vì nó tạo thành thói quen cho người dân, những người ít am hiểu luật pháp quyền được cái án người khác, từ đó tạo ra sự bất công và kỳ thị trong xã hội. Thông tin nội bộ cho biết Nguyễn Nam Liên cũng bị ép tội. Ở các nước dân chủ, người ta tôn trọng quyền im lặng và quyền có luật sư ngay từ đầu. Đây là hai quyền cơ bản bảo vệ bị can, tránh trường hợp cảnh sát lạm quyền. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không cho bị can hai cái quyền đó. Mục đích là để công an dễ dàng làm án và phá án nhanh, lập thành tích, hoặc kết án theo ý của Đảng. Có thể nói án oan trong ngành tư pháp của Việt Nam là không hề đếm xuể bởi những quy định của pháp luật như vậy. Tòa án thì dùng án bỏ túi, công an thì ghép tội tùy tiện nếu bất lực trong công tác điều tra. Vì vậy, tìm đâu ra công bằng và công lý ở cái xứ sở cộng sản này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vụ Việt Á, ông Tô bất lực, giờ chiêu bức cung, ghép tội rồi tung tin lên báo chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống bạo lực, học đường bằng bạo lực, sự rốt nát từ những cái đầu lãnh đạo. Giáo dục Việt Nam hiện nay đã rách nát và không biết nên vá như thế nào. Tình trạng thầy trò đánh nhau, thầy đánh trò, trò đánh thầy xảy ra rất nhiều trong cả nước. Để xây dựng đất nước, quốc gia nào cũng bắt đầu từ nền giáo dục. Nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục làm cho xã hội sạch, hoặc ít nhất cũng không để cho xã hội bẩn hơn. Tuy nhiên, với chủ nghĩa xã hội thì nền giáo dục không thực hiện được nhiệm vụ làm sạch xã hội, mà ngược lại bị xã hội nhiễm bẩn. Một tối kiến của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bạo lực học đường chỉ là một góc nhỏ trong sự thối nát của nền giáo dục và phản ánh hiện thực xã hội. Ngoài xã hội, người ta sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, thì song trường học có bạo lực học đường. Xã hội sử dụng công an trị thì học đường có sao đỏ. Xã hội có tham nhũng thì nhà trường cũng có tham nhũng. Xã hội có tình trạng hạch sách vòi tiền dân thì nhà trường cũng tìm cách móc túi học sinh, mà thực chất là móc túi phụ huynh. Nói chung, nhà trường là bản sao của xã hội. Và ngày 12 tháng 12, tờ báo Dân Trí có bài Thành phố Hồ Chí Minh dạy võ tự vệ cho học sinh giáo viên để chống bạo lực học đường. Được biết, đây là chủ trương của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, rõ ràng là chính quyền thừa nhận tình trạng bạo lực học đường đã đến hồi báo động, dấu hiệu của một nền giáo dục thất bại, thảm hại. Không rõ vị nào trong Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ ra cách cho giáo viên, học sinh đi học võ để chống lại bạo lực học đường. Quả thật, đây là một ý tưởng cho thấy sự rốt nát của tầng lớp lãnh đạo ngành giáo dục của thành phố này, bởi không thể chống bạo lực bằng bạo lực. Nếu làm như vậy thì chỉ khiến cho bạo lực càng thêm bùng phát hơn, chứ không thể nào dẹp được bạo lực học đường. Phía nhà lãnh đạo ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì nói rằng học võ chỉ để tự vệ, nhưng ai có thể bảo đảm khi đã có võ thì những giáo viên, học sinh ấy có dùng võ để tự vệ hay không, hay dùng để gây gổ? Ai kiểm soát được điều này đây? Hơn nữa, khi cho phép dùng bạo lực để chống lại bạo lực thì sẽ không còn đạo đức, chính nghĩa, lẽ phải, pháp luật là gì nữa? Giữa người với người chỉ đối xử với nhau bằng nắm đấm, khi đó lẽ phải sẽ thuộc về kẻ mạnh và xã hội sẽ trở nên hỗn mang, cá lớn nuốt cá bé. Nền giáo dục không dạy được chữ lễ cho học sinh thì bạo lực học đường sẽ nổi lên thôi. Thực ra học võ không sai, học võ có thể rèn luyện cơ thể, cải thiện thể chất và tâm tính con người. Võ thuật có thể sử dụng như một môn thể thao và võ thuật có thể được sử dụng để bảo vệ kẻ yếu. Một học sinh có thể học võ từ nhỏ, nhưng cùng với đó cũng phải được học về đạo đức. Chỉ khi có đạo đức tốt thì người học võ mới có thể sử dụng võ học để làm những điều tốt đẹp cho xã hội và cho cộng đồng. Điều cốt lõi để dẹp bỏ bạo lực học đường là phải giáo dục đạo đức cho học sinh. Và việc giáo dục này không thể chỉ bằng những bài học giáo khoa, những lời giao giảng sáo rỗng, mà phải giáo dục bằng hành vi, bằng nêu gương. Khi mà người thầy bước vào lớp học, đòi học sinh đủ thứ tiền giống như những kẻ đòi nợ thuê. Khi người thầy còn trù dập nhằm thúc ép học sinh học thêm với thầy, thì không thể nào đào tạo ra những lớp học sinh có đạo đức cho được. Có trường học dưới chế độ Cộng sản thường theo khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là khẩu hiệu. Nhà trường của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại cả trong dạy lễ và trong dạy văn, cho nên nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hiện nay chẳng khác nào một nồi cám lợn. Mặc dù vậy, các quan chức cấp cao của Đảng thì luôn hô hào yêu nước, nhưng cuối cùng họ đều bỏ hàng trăm ngàn đô la ra để đưa con cái ra nước ngoài du học. Khi có võ, học sinh sẽ dùng để tự vệ hay tấn công thì có trời mới biết. Một khi nền giáo dục đã không còn chữ lễ thì việc khuyến khích học sinh học võ để mà tự vệ chẳng khác nào khuyến khích chúng chiến với nhau. Ý tưởng này chính là hành động lấy xăng chữa lửa. Nền giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung hiện nay đã quá nát, nhưng vẫn đang tiếp tục nát nhuyễn hơn nữa. Mà góp phần làm cho hệ thống giáo dục ngày càng nát thêm chính là những cái đầu rốt nát của những kẻ nghĩ ra cách cho con học võ để chống bạo lực học đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chống bạo lực học đường bằng bạo lực, sự rốt nát từ những cây đầu lãnh đạo.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.